cách để tải chương trình từ PLC lên máy tính nhanh nhất. Đầu tiên là chúng ta sẽ tạo một file trắng. Ví dụ như mình ghi là upload chẳng hạn. Upload. Sau đó mình tạo nó ra. Mình cũng đã có xem một vài video upload từ PLC lên máy tính và mình làm theo và thấy nó không không đúng cho lắm. Mình sẽ làm cái video này chuẩn luôn, bởi vì mình đã làm ngoài thực rồi nhé. Sau khi mà file nó lên này thì chúng ta sẽ kích vào phần Open the Project View, không bao giờ được kích vào những chỗ khác, được chưa? Kích chuẩn, phải kích chuẩn thì nó mới đúng được. Đợi một lúc, sau đấy thì các bạn kích một lần vào đây cho mình, kích vào Device and Network nhé. Bởi vì sao, tại sao lại ấn vào đấy? Khi mà bởi vì cái mà chúng ta cần đây này, upload the device as new station hardware and software, cái này nó đang không không được bật lên. Và khi mà các bạn kích vào cái phần này, device and network, kích một cái vào nó, lại kích vào phần online này, thì cái này ngay lập tức là nó hiện lên. Thì thế là xong, chúng ta đã tải được chương trình. Việc của các bạn là cần cắm cái cổng đúng cho nó, ví dụ như là cổng Ethernet hay gì đấy, được chưa? Hiện tại thì mình không có PLC thật nên là mình sẽ hướng dẫn những cái phần cụ thể còn lại nhé. Đây này, ở đây thì các bạn sẽ chọn vào mục là PN gạch chéo IE tại cái phần là PG PC Interface, thì các bạn sẽ chọn đúng cái cổng mà các bạn cắm vào. Thì cách để kiểm tra như thế nào, đó là các bạn hãy rút cái dây cắm mạng kết nối Ethernet ấy, của các bạn ra khỏi máy tính. Thì ví dụ như ở đây của mình đang có ba cái như này đúng không, thì khi mà mình cắm cái dây mạng kết nối từ máy tính với cả PLC vào với nhau ấy, thì nó sẽ hiện lên thêm một cái cổng nữa, thì chúng ta sẽ chọn đúng cái cổng đấy. Sau khi chọn xong thì các bạn ấn search này, ấn search sau thì nó sẽ hiện lên một cái dòng gì đấy, nó sẽ ghi tên PLC này, địa chỉ của nó là bao nhiêu, thì các bạn kích vào đấy cho mình và ấn phần upload, thế là xong. Thì các bạn sẽ tải được đầy đủ tất cả các cái chương trình cũng như là các cái khối phần cứng mà người ta đã cài đặt, được chưa? Đây là cái cách nhanh nhất nhé. Mình nhắc lại này, tạo ra một file chương trình mới, kích một cái vào Device Network, sau đó kích vào phần Online, chọn vào mục Upload Device as New Station Hardware and Software, nghĩa là tải lên nguyên cả cái trạm, bê nguyên cả cái trạm mới lên, kể cả phần mềm lẫn phần cứng. Thì đây là cái cách nhanh nhất. Video sau thì mình sẽ chia sẻ thêm về một số những cái để mà chúng ta có thể làm cái bài này nhanh hơn, sử dụng cái phần mềm này tốt hơn.